Xin chào quý vị và các bạn, em tên là Hoàng Mai Linh, học sinh lớp 8A, trường trung học cơ sở Tảo Sơn. Chúng em là những học sinh thuộc hai liên đội trường tiểu học và trường trung học cơ sở Tảo Sơn, tổ chức hoạt động của ca tại địa chỉ đỏ. Địa chỉ đỏ mà chúng em đang đứng là đình làng Hữu Lễ. Chúng em muốn giới thiệu về vị trí, vai trò văn hóa tâm linh, vai trò lịch sử cũng như kiến trúc đồ sộ của ngôi đình làng Hữu Lễ trên quê hương đất Tảo Sơn. Các bạn thân mến, đình làng Hữu Lễ thuộc xã Tảo Sơn, huyện miền núi Anh Sơn, tỉnh Nghệ An là một ngôi đình cổ được xây dựng cách ngày nay hơn 400 năm. Khoảng năm 1978-1980, đình Hữu Lễ được sử dụng làm kho chứa lương thực của hợp tác xã. Trong giai đoạn này, đình Hữu Lễ đã được chuyển tới khuyên viên Ủy ban Nhân dân xã Tảo Sơn. Trải qua nhiều lần di rời, nay được tọa lạc trên vùng đất thoáng đãng thuộc xứ Cẩm Hương trên địa bàn thôn 3, xã Tảo Sơn. Ngôi đình gồm Thượng đình và Hạ đình được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 17. Hơn 400 năm đã trôi qua với biết bao thăng trầm của lịch sử, nhưng đình vẫn giữ được nét nguyên sơ, cổ kính. Toàn bộ đình gồm 3 gian hai trái, mái ngói âm dương, kết cấu hệ thống gỗ lim được chạm khắc công phu, tinh tế với các họa tiết linh vật rồng phượng. Phần phường đền gồm 1 gian, 2 hồi văn. Nhà bái đường có 3 gian, 2 hồi dài 14m, rộng 8m. Theo các cụ trong làng kể lại, thì ngày trước đình có cổng tam quan, trên bờ dải có 2 quan nghe chầu lại, 4 rồng chầu, 4 góc theo kiểu long, ly, quy, phượng, rồng cuộn hổ ngồi. Đặc biệt, đình Hữu Lễ vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn 16 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn, gồm Từ Đức, Đồng Khánh, Minh Mạng, Duy Tân, Khải Định. Các bạn thân mến, di tích đình Hữu Lễ xã Tảo Sơn là nơi ghi dấu các sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Cây đa trước đình là nơi treo cờ đảng, đình là cơ sở hoạt động bí mật của các cán bộ xã Tào Điền trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đình là trụ sở làm việc của nhiều đơn vị bộ đội, kho chứa lương thực, sản xuất vũ khí phục vụ cho kháng chiến, là trường học dạy chữ quốc ngữ cho con em trong xã, nơi hội họp của các tổ chức đảng hội cấp xã. Ngoài ra, đình còn là một địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, nhà hầu bái đình Hữu Lễ bài trí gian thờ vị thần Cao Sơn, Cao Cát. Các bạn thân mến, thấy được vai trò to lớn của ngôi đình làng, đảng ủy chính quyền xã Tảo Sơn trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, ngôi đình làng Hữu Lễ đã được khang trang, nhưng vẫn giữ được nét nguyên sơ, cổ kính như ban đầu. Đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có quyết định số 4873 QĐ-UPNC ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Đình Hữu Lễ thể hiện sự ghi nhận của tỉnh đối với chính quyền và nhân dân xã Tảo Sơn về gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn. Ngày nay, đình vừa là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, thờ các vị thần có công đối với làng, với nước, là nơi lưu giữ những hình ảnh có giá trị về mặt lịch sử, góp phần giáo dục, truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ, và là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng như câu lạc bộ dân ca, các lớp học tình nguyện hè do đoàn xã tổ chức hàng tháng. Liên đội chúng em đều tổ chức tham gia vệ sinh, quét dọn sạch sẽ. Đình đã trở thành ngôi nhà chung, là nơi kết nối cộng đồng của cả thôn Hữu Lễ xưa và cả xã Tảo Sơn ngày nay. Trong những ngày của tháng 12 lịch sử, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội đồng đội các cấp tổ chức hoạt động hát quốc ca tại địa chỉ đỏ Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2020. Chúng em đại diện cho 743 bạn đội viên của hai liên đội trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Tảo Sơn. Vinh dự được hát vang bài quốc ca hào hùng của dân tộc tại đình Hữu Lễ. Nhìn vào lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng, chúng em thêm tự hào về sự trường tồn của dân tộc, ôn lại những mất mát đau thương. Tất cả mọi con tim cùng chung một nhịp đập của lòng yêu Tổ quốc, nhịp đập của niềm tự hào về dân tộc Việt Nam.
Ngày nay, chúng ta được sống trong cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc, đánh đổi bằng cả thanh xuân, tính mạng của các thế hệ cha anh. Vì thế, chúng em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập, lao động và rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.